Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tuần tới đây, các em nhỏ từ 13 tuổi trở xuống, tức là từ 7 tuổi cho tới 12, 13 tuổi, nếu được thì quý vị nên khuyến khích các em mỗi ngày về chùa từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Quý thầy sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mấy em 3 ngày sinh hoạt. Các em không cần ngủ lại đêm, chỉ cần sinh hoạt từ sáng cho đến chiều thôi. Thì để cho các thầy cũng như quý Phật tử giúp cho các em ăn trưa, ăn chiều đó dễ dàng, thì nếu quý vị có thể cho biết tên và số lượng các em tham dự thì nó dễ sắp xếp hơn. Thì đây là một chương trình đặc biệt dành cho các em nhỏ tuổi ở tại Edmonton. Ý nó là mình tổ chức tại Trúc Lâm để cho nó tiện lợi cho sự đưa đón. Rồi từ ngày 18 cho đến ngày 22 sẽ là khóa tu cho các em, các bạn trẻ từ 13 tuổi trở lên, tổ chức ở Tây Thiên. Thì theo được biết thì năm nay là trên dưới khoảng 150 em ghi danh khóa tu mùa hè ở tại Tây Thiên. Thì mình đã cố gắng tạo những chương trình để các em mùa hè có những cái sinh hoạt lành mạnh. Thì mong rằng các vị phụ huynh cũng quan tâm đến các em mà khuyến khích các em tham dự. Tuổi trẻ thì mình nên tạo duyên và khuyến khích, thậm chí còn phải dụ nữa. Chứ còn mình thả lỏng nó mà để là tự nó tự chọn thì nó hơi khó. So I understand that Brother Lawrence just announced about the retreat in the summertime, and I hope that all my young friends, especially those who 13 years older, if you able to arrange your time to join us for a few days retreat in Westlock Center, that would be wonderful. So besides, you come there not only just to you know, to learn, to study, but you also have more chance to learn, to get to know more friends in a healthy environment. So what we really want to create the retreat in order to bring everyone to join, so we have more time together and be with the nature instead of always we stick with, you know, our devices and we just in the room and contact with electronics all the time. So it is time for us to go out to enjoy the time together with the nature. So only a few times a year, especially after 6 months of the winter, we try to have something in the summertime. So I hope all the young friends try your best to join. Everything is depends on you. If you really want to do it, you can do it. You can make your time and you can make your effort. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú, câu thứ 103 ở trong phẩm Ngàn. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại, phẩm này có cái tên là phẩm Ngàn, tiếng Anh dịch là Thousand. Chữ Ngàn ở đây chỉ là một con số tượng trưng cho số nhiều, và so lại với cái một thì trong câu, những câu kinh trong phẩm này phần lớn là nói về những con số. Thí dụ như hôm trước mình học vậy, dù nói 1000 lời không ý nghĩa, không bằng mình nói 1 lời có ý nghĩa, không? Thì ở đây hôm nay mình học câu 103 nè. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Câu này là câu kệ, còn cái văn trường hàng là thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Trong cuộc sống thì ai cũng muốn làm gì mình cũng muốn hơn người. Không phải chỉ thế gian không đâu, mà thậm chí khi mình vào tu
Mà nếu mà mình chưa có chánh niệm, chưa có sự tu học vững chãi đó, thì cái chữ thắng thua nó vẫn xâm chiếm trong tâm niệm mình như thường. Ví dụ như mình phải học hơn bạn mình chút, mình phải tu giỏi hơn bạn mình chút, mình phải làm gì hay hơn một chút, để làm gì? Để mình có được những sự đặc biệt quan tâm. Cái chuyện này là chuyện rất bình thường, tại vì nó là cái tâm niệm bình thường ở trong mỗi con người, mỗi chúng sanh. Quý vị thấy con vật không? Mình vứt một cái miếng ra thì nó cũng tranh nhau, nó muốn hơn để nó được cái phần. Thành thử ra bất cứ chúng sanh nào, dù là vật hay người, đều có tham sân si, đều có tham muốn ở trong đó. Mà hễ có tham muốn thì phải có muốn hơn, muốn ít, muốn nhiều. Đó là chuyện thường. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập là để chúng ta làm gì? Không phải chúng ta không muốn gì hết. Nói vậy cái nói đạo Phật dạy người tu riết rồi lùi sụp bế tắc hết, không phải. Mà mình tu để làm gì? Để mình tự thấy mình, và mình thắng được những cái điều mà nó không cần thiết, hay là mình chế ngự được cái tâm niệm, cái cách sống phàm phu của mình. Mà đôi khi trong cuộc sống này á, chúng ta chỉ cần lùi là một bước thôi thì mọi việc nó sẽ yên. Mà mình hơn nhau một bước rồi mọi việc nó sẽ không yên. Ví dụ như mình lái xe, mình thấy người ta lái ẩu, mà mình chỉ cần mình thôi chậm lại một chút đi, nhường cho họ đi đi, chắc họ có chuyện gấp họ mới lái như vậy, thì mình đâu có tai nạn gì đâu. Mình không bị tổn thương mà người cũng không bị gì. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống mình cứ muốn lấn lướt nhau ở trên đường, ở trên một cái chỗ sắp hàng đi mua thức ăn, ở lái xe trên đường, vân vân. Thành thử có rất nhiều những cái mà nó làm cho cuộc sống mình càng ngày càng rối ren. Mà cái tâm niệm hơn thua mỗi ngày nó ở trong mình. Nhiều khi mình đứng mình xếp hàng mà mình cũng không yên, mà mình muốn lấn lướt lên. Cái điều này quý vị sẽ thấy rõ cái tâm niệm của mình đó. Mỗi khi mình đi xếp hàng đi vào trong máy bay thường thường hay kêu theo zone đó, zone 1, zone 2 gì đó, là mình chưa tới phiên là mình đã hấp tấp rồi, mình thế này thế kia. Thật ra gì không có gì tội lỗi hết á. Những cái lúc đó mà chúng ta chỉ có dừng lại để thấy được mình thôi, thì mình thấy là mình còn hơi chưa có thuần, tâm mình chưa có được thuần hóa, mà chúng ta vẫn còn cái tâm niệm muốn hơn người. Ở trong khi mình đi máy bay á, máy bay vừa đáp xuống á, thì người chiêu đãi viên hay là các vị làm ở trong đó thông báo các vị phải ngồi cho thật yên, đợi khi nào mà máy bay nó ngưng 100% lại, rồi nó cái trên cái đèn nó bật lên cái nút là mình có thể mở dây beo, mình mới được đứng dậy. Nhưng có những lúc máy bay vừa thắng cái kịch, chưa kịp gì hết là mình đã thấy người ta nhốn nháo lên, người ta đứng dậy, người ta mở khớp ra, người ta đẩy vali ra. Và lúc đó nhân viên phải la lên, phải nghĩa là có những cái thái độ để chúng ta ngồi xuống. Mình có đứng dậy, mình kéo vali cũng có được ra đâu, người ta có mở cửa đâu mà ra. Nhưng mà hầu như mình không có đủ cái điềm tĩnh, không có đủ cái chậm chạp để chúng ta chờ đợi, mà chúng ta luôn luôn hấp tấp như vậy. Nhưng mà như vậy đó thì mình đã để cho người ta thấy được cái cách sống của mình. Nói cái chuyện đi ra máy bay thôi, không có hơn thua gì với ai hết. Trừ khi nào mình trễ máy bay. Nhưng mà cho dù mình có trễ máy bay đi nữa, người ta có mở cửa đâu mà ra, phải không? Mà gần đây nè, sau cái dịch rồi bây giờ mở cửa lại nè, quý vị biết đi máy bay là du khê lắm. Cứ cancel nè, rồi delay nè. Đó. Thành thử ra đâu phải chuyện bình thường đâu, phải không? Vậy là cho nên một cái chuyện nhỏ đó thôi, còn muôn ngàn những cái thứ khác. Thậm chí mình đi mua thức ăn, mình đứng chung người ta, mình lựa, thiểu điều mình chồm qua cái chỗ khác của người ta, chỉ mua 2 trái bắp thôi. Lựa cho cái đống vậy đó, mà rồi cuối cùng lấy được 2 trái bắp thôi. Người ta đang đứng gì mà muốn lấn người ta ra, thí dụ vậy. Cho nên những cái đó nó, nếu mà cái tinh tế thì mình sẽ thấy rằng chúng sanh mình hay con người mình, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái mà để chúng ta tu. Mà thường thường mình tu là mình nghĩ là mình làm cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà những cái vi tế hàng ngày đó, những cái vi tế hàng ngày đó mà chúng ta không để ý cái đó.
Thậm chí mình đi ngang cái đôi dép mà của cái người mình không ưa đó, mình cũng muốn đá cái ra. Những cái chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà thí dụ mình nói đâu có ai thấy đâu, phải không? Không ai thấy, nhưng mà ai thấy mình? Chỉ có chính mình thấy mình. Nếu mà mình làm được như vậy, mình hả hê, mình nghĩ mình giỏi đó. Nhưng mà nếu mình sửa soạn, mình làm cái điều đó mà mình dừng lại ngay chỗ đó, mình làm vậy chi? Mình thấy mình có nhỏ nhoi quá không? Chỉ vì một cái đôi dép cái người mình không thích thôi, mình cũng muốn đá cái đôi dép đó ra. Thậm chí là dậm lên cái đôi dép đó, hay là thậm chí cái áo của cái người đó rớt, mình không thèm máng lên nữa. Mà rặt là mình có cái gì dơ, mình còn cố tình mình để lên. Không ai thấy, không ai biết, nhưng chính mình sẽ là cái người thấy biết những cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, cái cách sống đó, đó nó thu vào trong cái tàng thức của mình hết á. Rồi khi nào mình sắp mất á, mấy cái đó nó sẽ đi ra. Khi cuộc đời mình nó sắp chết, nó giống như cuộc phim mà nó hết vậy đó, nó sẽ xả lại. Rồi những cái cách sống dở hay của mình nó sẽ quay lại. Chừng đó mình sẽ thấy cái người nằm trên giường bệnh đó, nằm yên ổn để ra đi, hay là khủng hoảng, la hét, thì mình biết. Người nào mà la hét, khủng hoảng, thất thanh, thì mình biết rằng những cuốn phim của quá khứ mà toàn phim dở không, phim bạo động không, phim đạp dép nè, phim kéo áo ra nè, phim cái áo này của nó tôi xé cho rách chơi đó, những cái đó nó sẽ quay lại. Cho nên trong này Đức Phật dạy, dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, mình thắng bao nhiêu người đi nữa cũng không bằng tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Một người chiến sĩ, người ta sẽ lâm trận và người ta diệt giặc. Nhưng mà trước khi người ta lâm trận, người ta cũng phải hiểu biết về cái nơi đó, binh lính như thế nào, đi đường như thế nào, vân vân. Còn mình là một cái người sống mà mình có những cái tên giặc mà trong kinh Phật thường hay là giặc của phiền não, chẳng hạn như ngũ dục nè, tiền tài nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn ngon nè, ngủ kỹ nè. Mấy chuyện này rất bình thường trong mỗi con người, nhưng mỗi con người mình tự biết bổn phận, khả năng để chúng ta chế ngự. Ví dụ như mình là người sống ở đời, ai cũng ham đẹp. Cái chuyện mà nhìn thấy con người đẹp, đồ đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mình biết rồi, ví dụ như bây giờ cái chú đó, cái anh đó là người thanh niên, chưa có gia đình, tánh tình hơi bay bướm. Nhưng khi đã có gia đình rồi, phải chế ngự cái đó. Phải chế ngự cái đó. Mình biết mình đã có gia đình, bổn phận mình làm chồng, mình làm cha, mình không thể làm vậy. Thì cái đó là một hình thức tự thắng mình. Còn nếu mình không thắng được mình, cái là sao? Mình buông lung theo cái cách của cách sống thường nhật của mình, thì hạnh phúc của mình tan vỡ. Thật ra ngay cả mỗi con người chúng ta, cái chuyện mà tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ của con người ai cũng dính hết. Tu không tu gì, đã là con người thì đó là nhu cầu bình thường. Nhưng mỗi người tự thắng. Mình ham ngủ không? Ham ngủ chứ. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong chùa là người tu là phải chiến đấu dữ lắm với con ma ngủ. Tại vì á, cái giờ mình ngủ ngon nhất là 4-5 giờ sáng. Mà trong chùa là giờ đó bắt dậy hết trơn. Bắt dậy hết trơn. Mà cái giờ đó là người ta ngủ thì mình thức, đi lên ngồi thiền, lên tụng kinh. Mà quý biết không, ngày nào còn ở trong chùa tu, ngày đó vẫn phải phấn đấu. Chứ không phải nói là tu mấy chục năm rồi thôi giờ thoải mái ngủ. Tu mấy chục năm cũng vậy, hay là không mấy chục năm, ai cũng đều bị vướng mắc. Đó là mình nói tới cái chuyện ngủ nghỉ thôi. Con người đều có những cái ham muốn. Nhưng tự biết mình ở trong chùa, mình là người xuất gia, mình đi tu, thì mình phải thức khuya dậy sớm. Chẳng hạn ngày Chủ nhật nè, nội một cái chuyện ngày Chủ nhật lễ thôi, là tất cả mọi người trong chùa ai cũng phải thức sớm mà ngủ khuya nữa. Phải chuẩn bị cho bữa nay, rồi sáng phải dậy sớm, mỗi người mỗi việc tất bật suốt ngày. Rồi đây lát trưa đây quý vị xong rồi quý vị về hết, các thầy các cô chưa được nghỉ, bắt đầu phải tổng vệ sinh dọn dẹp, làm cho tới tối mới được nghỉ, chứ đâu phải bình thường. Thành ra mình đi làm ở ngoài đời 8 tiếng đồng hồ là mình
mình đi về rồi, hết việc rồi. Hoặc là thậm chí việc còn nhưng mà hết giờ rồi, mình vẫn có quyền đi về. Nhưng người trong chùa đâu làm được chuyện đó. Giờ nào còn việc là phải làm, mà thậm chí phải một người mà làm nhiều việc của người khác nữa. Mà những cái việc đó để làm, để làm gì? Để thắng đi, để thắng đi cái tánh, cái tâm lười biếng của mình. Một trong những cái mà nó đẩy lùi mình đó là mình thiếu sự siêng năng cần mẫn. Cho nên người tu đầu tiên nhất là phải mặc một cái áo giáp. Cái áo giáp đó gọi là áo giáp tinh tấn. Không có cái áo giáp tinh tấn đó, người ta nói một câu thôi, mình bị thương liền. Người ta chỉ cần chê mình một chút thôi, bị thương liền. Cho nên mình đi vào trong đại chúng, mình sống chung với nhau phải có một cái áo giáp. Ai muốn nói gì nói, ai muốn làm làm. Mình thấy rõ cái chí hướng, cái chí nguyện của mình thì mình mặc cái áo giáp đó, mình mới an toàn đi tới nơi tới chốn. Tại vì trong cuộc đời này không có làm việc gì mà mình không bị những mũi tên người ta bắn tới hết. Thí dụ giờ mình làm ăn đi thì cũng có những người cạnh tranh làm ăn. Mình làm việc gì cũng có những người cạnh tranh với mình. Thậm chí mình tu thì sẽ có những con ma phiền não, con ma tự ái, con ma tự cao, con ma mà phiền não đó, những cái loại ma đó, con ma nghi ngờ, con ma vọng tưởng, nó luôn luôn nó rình rập và nó òn ỉ mình. Thậm chí nó nói nghe êm tai, cái đó gọi là thiên ma. Cho nên người tu việc đầu tiên á, ngoài cái y, mặc cái y, hỏi y gì đây? Dạ y này gọi là y nhẫn nhục. Mỗi ngày đó lên tụng kinh phải đắp y. Mỗi lần đắp cái y thì tự nhắc mình, tôi đang đắp, con đang đắp một chiếc y, đây là y nhẫn nhục. Y này là màu vàng, tượng trưng cho màu đất, mà đất là phải chịu sạch, nước sạch hay là nước dơ. Người ta đổ nước sạch cũng được, người ta đổ nước dơ cũng được. Nội cái y thôi đã nhắc nhở mình y nhẫn nhục. Rồi mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn. Rồi làm thứ hai là phải có gì? Mình phải có nhiếp thiện tinh tấn. Lấy điều thiện làm cái tinh tấn cho đời mình. Ví dụ như á, nửa khuya người ta gọi tới, người ta nói mẹ đau, ba mất ở bệnh viện. Mình có quyền mình nói thôi tự lo đi, khuya rồi, chùa bận ngủ. Cũng được nữa, không sao hết. Nhưng mà nếu mình nói thôi, người ta đang hữu sự, mình tới một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nhưng mà mình sẽ làm cho gia đình người ta cảm thấy an lòng, có sự ấm cúng khi mà người thân mất, người ta hụt hẫng, người ta chới với, người ta không biết phải làm gì. Mình sự có mặt của mình dù khuya một chút nhưng mà mình làm cho gia đình người ta an ổn. Cái sự cái điều thiện đó đó nó giúp cho mình vượt đi. Thậm chí mình có ăn nhưng mình nghĩ thôi giờ mình nhường người ta một bữa đi. Người ta ở xa đến. Thật ra Pháp Hòa hay nhắc trong chúng đó, tất cả những người đến chùa người ta không có phải xin lỗi, người ta không có đói khát gì đâu, người ta kiếm một cái chén cơm chay. Nhưng mà cái theo cái quan niệm ai đi chùa cũng muốn ăn chén cơm để gì? Lấy lộc, lấy phước. Cho mình chịu khó một chút, nhưng mà người ta có một miếng cơm người ta ăn mà người ta vui đó. Mà mình thấy người ta ngồi người ta ăn, xin lỗi người ta bỏ 10 bạc ta ra ta ăn ngon lắm. Nhưng mà một cái chén cơm mà nhiều khi dĩa rau, miếng đậu thôi mà người ta ăn bằng cả cái hạnh phúc. Như nãy có ba vị ở xa đến, Pháp Hòa hỏi mới biết quý vị chưa ăn sáng. Pháp Hòa đích thân đi vô bếp bới cho ba vị ba chén cháo. Ba chén cháo mà ta ăn ta rất là vui. Cái chuyện đó rất nhỏ nhưng mình biết rằng mình làm siêng một chút và cái việc thiện nó sanh. Cái này gọi là nhiếp thiện tinh tấn. Mình cứ lấy cái điều thiện, lấy cái điều lành để nó kéo mình ra khỏi cái sự lười biếng. Có nhiều khi mình làm biếng học kinh, nhưng nghĩ thôi ráng học một chút đi, mình thuộc được câu này. Hay là mình đi học cũng vậy, ráng học một chút ngày mai mình đỡ cực. Hồi nhỏ đi học ở trong trường tranh thủ lắm, giờ nào trong lớp trống giờ là lo làm bài.
để đi về chùa mình khỏi bận rộn chuyện học bài, mình lo việc khác. Cứ nhờ như vậy, nghĩ như vậy mà giờ nào nó cũng lấp vào đó. Cho đến bây giờ cũng vậy. Có những cái việc gì Pháp Hòa có thể làm ở trên xe từ đây lên Tây Thiên, Pháp Hòa hay để dành để đó. Lát lên xe làm. Bây giờ mình đang việc này đang rất cần mình giải quyết trước, không có để cái phí cái thời gian mà bất cứ giờ nào mình cũng đặt mình ở trong cái việc làm, thì cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện. Nhiếp tức là mình thu nhiếp, mà làm sao để mình có thể khắc phục được, thắng được cái con ma giải đãi làm biếm của chính mình, lấy cái điều thiện ra. Thôi mình nhịn một chút đi, mình mọi việc nó yên hết. Một cái lời nói của mình chỉ nhịn một câu thôi mà nó yên hết. Mình đang nóng nảy quá, mình rời khỏi cái chỗ này đi để cho nó được yên thấm. Cho nên cái này nó đòi hỏi ở cái sự chánh niệm của mình. Mình muốn làm việc gì phải có áo giáp à. Ra ngoài làm ăn cũng phải có áo giáp. Mấy em mà nó mới ra đời làm ăn, bắt đầu xin việc làm đó, trời ơi, mấy tuần lễ đầu là bầm dập lắm. Lên Pháp Hòa, Pháp Hòa hay nói, này chưa đâu con, cuộc đời mình mới bắt đầu làm việc thôi, mình mới ra trận mà. Đâu phải con, đừng có ỷ vô cái bằng cấp mình có nha. Mình giỏi có người giỏi hơn, và thậm chí người ta thấy mình giỏi, người ta sợ mình đến đây, cái giỏi của mình nó tranh, người ta cũng sẽ tìm cách. Đó chuyện rất bình thường. Cái quan trọng là cái cách sống của con cảm hóa người khác. Cho nên cái điều thứ ba là lợi lạc tinh tấn. Lợi lạc tinh tấn. Mặc đầu tiên là mình mặc áo giáp tinh tấn, nhiếp thiện tinh tấn và lợi lạc tinh tấn. Cái gì mà mình làm lợi được cho mọi người, siêng năng cần mẫn. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Pháp Hòa nhớ Khổng Tử có nói một câu như thế này: lo thắng người thì hoạn, lo thắng mình thì bình. Khổng Tử có dạy câu đó. Nếu mà mình lo thắng người khác á, loạn cái gì? Loạn cái tâm. Mà mình khi mình thắng được người rồi, người đâu có để mình yên. Người cũng sẽ tìm cách người ta thắng, tìm cách người ta thắng lại mình. Thành thử ra bắt đầu mình loạn lên. Trời chết rồi, tôi lấn người đó như vậy đó, rồi bây giờ đây là tôi nghi ngờ họ đang tìm cách họ hại tôi gì đây. Cho nên rồi tự nhiên trong lòng mình cũng loạn. Mình muốn thắng người khác mình phải suy nghĩ chứ, cho tâm mình không bình an. Rồi mình lỡ mà thắng được người rồi cũng có an đâu, tại vì cái người nào thua thì người ta sinh oán, mà người ta oán thì người ta tìm cách trả thù. Và thậm chí mình còn nói, mình còn thường trong lòng mình hay có câu mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cho nên mình biết là thế nào người ta cũng đang tìm cách gì đây. Cho nên rốt cuộc mình sống mình, tại vì mình đã từng gây hấn với người ta một lần, cho nên bây giờ lúc nào tâm mình cũng hồi hộp phập phồng, không biết người ta sẽ trả đũa lúc nào. Lo thắng người thì hoạn, thì loạn. Lo thắng mình thì bình. Nếu mình cứ trở về bên trong, mình tự thắng những cái dục, những cái sai lầm, những cái ràng rỡ trong lòng mình, hạnh phúc. Nội cái chuyện đơn giản là nóng tánh thôi nè. Bữa nào mà mình thắng được một cơn giận mình đó, vui không? Vui lắm. Bữa nay tôi giỏi ghê vậy, tôi không có nổi nóng bất tử. Nội cái chuyện nổi nóng thôi. Mà con người mình ai cũng nóng tánh đó. Tùy theo lửa. Có người lửa phừng, có người lửa rơm, có người lửa tro. Là thử mình thấy được cái ngọn lửa đó mà tự mình điều phục. Câu thứ 104: tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình. Cái người tu là mình phải khéo điều phục. Điều phục là gì? Điều chỉnh và chế phục. Có nhiều khi có những cái món ăn ngon quá mình thích, nhưng mà mình ăn quá lố cái thì
mình thể hiện cái sự lấy nhiều, người ta cũng nhìn mình, chị đó hơi tham, anh nọ ăn không biết chừng. Mà nhưng mà mình ăn quá lát kia mình cũng mất no, mình no quá cái nó mệt. Thật ra điều phục ở trên nhà dưỡng lão, những người nào ở trong đó ăn ngày 6 lần là tất nhiên họ ăn chi dữ vậy. Dạ không phải, phải chế, phải điều phục món ăn. Mỗi ngày là ăn 3 bữa chánh, 3 bữa phụ. Nếu mình ăn dồn dập người già mệt lắm. Mà hơn nữa là các vị không được ăn dồn dập mà phải chia đều cái lượng đường, lượng muối ra. Ở trên đó ngày ăn 6 lần, 3 bữa ăn chánh, 3 bữa snack, 3 bữa ăn phụ. Mà tại vì mỗi một người mình nhận vô là có một cái hồ sơ bệnh, các vị phải ăn bao nhiêu calorie, đường, muối như thế nào, chia đều cái lượng đó ra để quân bình cái cơ thể của các vị đó. Đó. Có nhiều người người ta giữ được cái cơ thể đẹp là tại sao? Tại sao chị ăn nhiều quá mà chị không mập? Dạ tôi ăn nhiều mà tôi ăn ít. Tôi ăn ít, tôi ăn nhiều lần. Tôi giữ lúc nào cái bụng tôi cũng no no, cho nên cái tâm nó không sanh thèm. Thường thường con người mình để mà quá đói á, mà khi đói quá là mình cố tình mình ăn, ăn ngốn nghiến thì nó mập. Còn giữ lúc nào cái bụng mình cũng no 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 vậy, tới bữa ăn mình ăn chừng chừng mực mực vậy. Thành thử ra người đó có được một cái tạng, cái thể người đẹp. Còn mình là cứ ăn ngày hai cử, mà hãy cái cử nào nó cũng đói hết trơn. Thành thử ăn cử nào nó cũng đại độ á. Thành thử ra mình mập hơn cái người kia. Thì cái người mà tới biết cách á, người ta điều phục được cái sức, cái tạng của người ta là nó vậy. Cho nên tự khéo điều phục chính mình. Con người mình á, ai cũng cần hết á, nhưng mà cái quan trọng là mình điều phục. Mình điều phục. Thường sống tự chế ngự. Chữ chế là mình ngăn. Ngăn chừa, ngăn chặn lại gọi là chế ngự. Thí dụ như Phật hay dạy mình phải chế ngự mắt, chế ngự tai. Con người mình á, quý vị thấy không, tối cũng phải giờ có, phải có giờ nhắm mắt ngủ chứ không lẽ mở mắt phim hay cỡ nào cũng phải tắt ngủ chứ. Chuyện nó hay cỡ nào cũng phải tắt để ngủ chứ, mở hoài nó mỏi mắt. Cho nên đôi khi cái lúc mình nhắm mắt lại đó là lúc đó mình chế ngự, ngừng lại, bớt lại để con mắt mình được nghỉ ngơi. Mình tu tập cũng vậy. Quý vị thấy không, mỗi ngày vô chùa tu, đăng ký khóa tu, tu từ giờ nào tới giờ nào. Buổi trưa ăn trưa rồi cho nghỉ một chút, rồi sáng mấy giờ dậy, dậy chi? Cho người ta có cái thời gian người ta nghỉ ngơi. Rồi thậm chí còn dặn nữa, vị nào mà có bệnh thì có thể nghỉ ngơi, và người ở chung phòng lo chăm sóc. Nói chung là trong cái sự tu tập, mặc dù chúng ta có siêng năng tinh tấn, nhưng tự mình cũng phải biết cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình, để mình điều phục, điều hòa cái cơ thể, tu lâu bền được. Tu lâu bền được. Cho nên mình làm gì, mình làm điều đặn thì sức mình nó dẻo dai. Mình cố sức thì một lát nó hết, một lát nó không còn. Ở đây hai cái câu này không phải cái vấn đề gì khác hơn, mà Đức Phật chỉ muốn nhắn nhủ hai việc thôi. Đó là con người của chúng ta thường hay ít chấp nhận mình thua và luôn luôn muốn mình thắng. Nhưng mà sự thật cái đời á, mình có thắng được bao nhiêu rồi mình cũng phải thua một người nào đó. Có nhiều người ăn hiếp cả bàn quan thiên hạ và tự nhiên sợ có người. Quý vị có từng thấy những người đó không? Gặp ai họ cũng ăn hiếp mà sao họ sợ có người? Tại nó cũng có cái tử nguyệt. Anh là cái người mà gọi là mình đồng gia sắc thì cũng có một người biết cái huyệt của anh, điểm ngay cái là anh chết đứng. Cho nên mai mốt học cũng học tới cái câu kinh này, mai mốt cũng tới cái câu đó đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thành nữ mình mà mình thắng người ta là mình đừng có mừng, mình thêm được một người thù đó. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Chỉ khi nào hơn thua hai điều xả, chừng ấy an ổn ngủ. Cho nên á, ngài Lục Tổ Huệ Năng á, có người đến hỏi đạo, ngài chỉ dạy người ta một câu đơn giản thôi: thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ.
Tại vì lúc trong lòng của mình hãy thương người nào quá đi sao mình cũng quằn quại nhớ thương, cái này là cũng đau đó nhưng mà đau êm ái. Còn cái người mà mình tức tối, mình giận hờn đó là một loại phiền não rồi, phải không? Phiền não không êm ái. Cho nên cái người nào mình thương, mình nhớ nhung, mình ngủ được cũng là một loại phiền não, nhưng mà phiền não êm ái. Cho nên trong cái thắng thua cũng vậy. Người tu tập, dù mình tu mà mình không có khéo đó, đôi khi cái chữ thắng thua nó cũng làm cho mình bị chi phối. Cuối cùng Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta vậy. Dù thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Hồi nhỏ đó đi học á, thì các thầy hay nhắc mình một câu viết trên bàn: con chấp nhận thua tất cả để tự chiến thắng mình. Và thưa đại chúng, tự chiến thắng mình là một cái khó vô cùng. Tại con người chúng ta ai cũng có những cái tập nghiệp. Chẳng hạn như mình nghiện thuốc nè, mình nghiện rượu nè, mình nghiện đi chơi nè. Mà bây giờ mình đã có gia đình rồi, mình phải thắng những cái buổi đi chơi không cần thiết chứ, ở nhà với vợ con chứ. Thậm chí là bữa nay mình có cái hẹn đi chơi nè, nhưng đụng cái con mình nó bị sốt nè, thì mình phải chấp nhận buông cái đó, ở nhà lo cho con. Tại vì đó là bổn phận thiêng liêng của mình, cái đó là cái bổn phận chính của mình. Còn đi chơi thất hứa với bạn bè bất quá là một buổi đi chơi, nhưng mà con mình nó bệnh, lỡ nó có chuyện gì hối hận suốt đời. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái vui mà chúng ta phải thắng, bởi vì chúng ta có bổn phận. Người tu có bổn phận của người tu. Còn cái chuyện mà ham vui ai cũng thích đó, nhưng mà mình phải tự buông bỏ cái đó, chế ngự cái đó, điều phục cái đó, bởi vì mình còn có trách nhiệm cái chí của mình. Cho nên có một vị Pháp Hòa nhớ, có một lần Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, thì đi xuống thì lúc đó cả cái phi trường đầy những cái người lính mới vừa được về thăm nhà hay sao đó. Thì trong lúc mà đi sau lưng các vị thì Pháp Hòa có khởi mấy câu: anh là chiến sĩ, còn tôi là tu sĩ, hai chúng ta cùng ý chí như nhau, anh biên thùy diệt giặc cứu đồng bào, còn tôi tận tụy giết não phiền trong tâm trí. Mình cũng có giặc phiền não vậy. Cái giặc phiền não là tham, là sân, là si, là những cái tâm dở của mình đó. Mà cái giặc này nó giết mình không phải một đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp. Mà thậm chí nó giết mình xong rồi nó cũng làm ảnh hưởng tới người thân mình luôn. Có người nào phiền não, giận tức mà không nói làm khổ đau cho người thân không? Có người nào mà khi mà lên một cái cơn giận mà không làm những cái điều dại dột, giận tức, chửi bới, mắng xả, đánh đập, làm tổn hại nhiều lắm. Mà cái phiền não đó nó đâu phải làm khổ mình một đời này mà nhiều kiếp. Cho nên người lính cũng là một chiến sĩ, người tu mình cũng là một chiến sĩ. Mà chiến sĩ kia đó, người ta có súng nè, có đạn nè, có thế này thế kia. Người tu mình là có ba thứ: áo giáp nè, phải có cung trí tuệ, phải có cái cung trí tuệ, phải có cái tên của thiền định. Người nào có cung, có tên, có áo giáp là người đó là chiến sĩ. Vậy thì một chiến mục mình là người chiến sĩ tu hành thì có gì? Áo giáp của mình là áo giáp của sự tinh tấn. Cây cung của mình là cây cung thiền định. Cái mũi tên của mình là mũi tên trí tuệ. Có trí tuệ, có thiền định là mình sẽ vượt tất cả mọi cái phiền não khi nó đến với mình. Mình tu á, đừng nghĩ là mình tu 30 năm mình hết phiền não. Trừ khi nào mình ở trong rừng, chúng chưa chắc. Tại vì không, trong rừng không ai chọc mình hết. Phiền não mình nó vẫn có, nhưng mà nó chỉ ngủ thôi. Nó ngủ thôi mà bữa nào nó xuống núi là mình biết nó còn nguyên. Giống như cái câu chuyện chú Tiểu ở trên núi đó. Bao nhiêu năm với thầy không biết một cái gì hết. Một ngày nọ thầy thấy chắc đệ tử mình là vững chãi rồi, dẫn xuống núi. Thì khi mà chú xuống núi, cái chú gặp cái gì chú cũng hỏi hết. Thầy ơi, cái đó là cái gì? Ông thầy nói: cái đó là xe đạp đó con. Cái này là cái gì? Đây là tòa nhà, vân vân.
Tới hồi đi ngang một cô gái đẹp, chú hỏi thầy ơi cái này là cái gì vậy thầy? Ông thầy mới nói con cọp đó con. Chỉ nói vậy thôi, chú về núi. Từ đó về sau, từ đó về sau mấy ngày tới là chú bỏ ăn bỏ ngủ, chú quằn quại trên giường. Ông thầy vô hỏi chuyện gì xảy ra con, sao con đi đi phố về rồi con thấy con mệt mỏi, con bệnh hoạn vậy? Chú thầy qua chú ôm thầy, chú nói thầy ơi con nhớ con cọp đó quá. Vậy là ở trên núi bao nhiêu năm rồi đó. Thành tự những cái phiền não, những cái ý nó là những cái mà đam mê của con người đó. Mình đừng có nghĩ là nó không có, nó có hết á, tại vì nó là cái chủng tử của mình mà. Nhưng mà có điều mình tu á, một là mình biết làm cho nó lắng xuống, hai á là nó vừa khởi mình điểm mặt nó, mình biết nó, cho nên mình tu là mình biết hết con cái nhà mình nó tên gì hết á, đứa nào nó vừa khởi lên biết liền, đúng không? Thì tu á là làm sao biết nó để điều phục nó thôi, chứ còn hết thì có thể nói không hết. Cũng giống như tu không phải để giải thoát niết bàn gì, mà chỉ cần mỗi ngày mình giảm bớt sự luân hồi vui buồn thương ghét chập chờn trong tâm mình thôi là mình đã thoát luân hồi rồi đó. Giữ được một ngày nào tâm mình bình thản, lát thương lát buồn lát giận lát khóc lát tủi hờn đủ thứ hết là mình luân hồi mấy cõi rồi. Còn nếu mình giữ được cái tâm mình bình thường một ngày đó, cuối ngày mình nói hôm nay mình có bình thường không? Hôm nay mình sống rất bình thường, mình biết mình có niết bàn, không có luân hồi sanh tử. Còn nếu mà tối về ngủ nói, bữa nay hồi sáng này mình giận hết 2 tiếng mà. Lát đó ai làm vui mình được 3 tiếng nè, lát người nào là mình làm cho mình bực thêm mấy tiếng nè, thành ra mình luân hồi cũng mấy cõi ngày hôm đó. Còn ngày hôm nào mình bình thường được ngày đó, mình biết cái đó. Mình giữ được cái tâm mình ở cái trạng thái là bình thường tâm là đạo. Thì đó hôm nay mình học 2 câu. Câu 103, câu 104. Và cái ý chính là dù thắng được ngàn người cũng không bằng tự chiến thắng mình. Mà thắng mình đây là thắng cái gì? Thắng những cái dở, những cái phiền não, những cái dục vọng ở trong tâm thức của mình. Làm sao để mình thắng được nó? Làm sao? Thứ nhất, mình thấy được bổn phận của mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ ai đây mà đang làm chọc mình giận đi, không lẽ mình mặc cái y áo này mà đứng giữa chánh điện mình tháo quát lên sao? Mà lỡ một lần tháo quát rồi đó nghe, báo chí đăng suốt đời. Mà thời bây giờ là ai cũng có cell phone sẵn phải không? Đó, mình mà tháo quát lên là cầm cái phone nè, coi ông thầy ông sân si nè. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái cơ mình suy nghĩ những cái đó, tự nhiên mình thắng được. Mình là một người tu mặc cái y mà mình chửi bới thì coi nó đâu có được. Rồi giờ một Phật tử mà mặc bộ đồ vặt hò mà đi xuống bếp gây lộn, hay là đi ra ngoài đường đứng gây lộn với mấy bà bán hàng trả giá thế này thế kia, coi nó không đẹp. Thầy nữ tự mình thấy cái hình ảnh đó của mình. Thường thường ta hay kêu là giữ hình ảnh đó. Một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, người ta ra đường người ta giữ hình ảnh. Người tu mình cũng vậy, mình cũng phải giữ cái hình ảnh. Vì vậy mà người tu mà giữ hình ảnh đây không phải là mình giả bộ, mà mỗi ngày mình phải thực tập oai nghi tế hạnh đi đứng của mình, nói năng của mình, để nó không có thành một cái tập nghiệp. Mình làm gì làm mình không có giấu được. Thí dụ như giữa đám đông mình giả bộ vậy, cái bất chợt hồi cái là nó cũng lòi ra. Giống như có cái thầy đó, thầy cũng giả bộ, thầy nhẫn nại được lắm nha. Cái bữa nọ thầy đang ngồi thiền, cái con đứa nhỏ nó đi ngang, nó đạp lên cái y thầy á. Ông say qua, ông nói, bộ mày đuôi hả mày? Chút cái câu đó thôi là nó thể hiện được rồi, rớt liền phải không? Cho nên mình thể hiện được, mình tu mấy chục năm điềm đạm vậy đó. Mà lỡ ai đụng cái áo của mình thôi là mình tháo quát lên rồi. Có nhiều khi á, trời ơi mình bố thí cúng dường dữ lắm. Mà cái chén chè ngon nhất mình vừa cất mình để dành lát mất tiêu rồi. Trời ơi mình ra mình la lên. Ai mà ăn bất nhân bất đức. Cái chén chè tôi để dành về mà ăn. Trời ơi mình bố thí quá trời mà chỉ phiền não một chén chè. Phải không? Mình giận lắm đó mà định la ra thôi thắng là đi. Ra nó mất hay. Chè ngọt mà sao mình nói nghe nó không ngọt. Thì mình có cái cách đó mình suy. Cho nên cái đó Phật gọi là gì? Cái pháp nó chế ngự. Vậy thì cái pháp môn mà chúng ta nói, chữ môn là cửa nè. Cái môn là cửa. Mà mình muốn đi vào bên trong phải đi vào cửa.
Nhưng muốn đi ra cũng ra khỏi cái cửa đó. Thế thì chúng ta cũng vậy, nhập môn, xuất môn, tất cả các cái phương tiện chúng ta tu tập đều là pháp môn đó. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa có nhắc, đừng có nghĩ rằng khi nào mình ở trên bồ đoàn tọa cụ với quyển kinh thì giờ phút đó mình gọi mình là tu. Còn mình ra đường, mình lái xe, mình quét nhà không phải là tu. Giây phút nào mình tự kiểm điểm được mình tự thúc liễm được mình, giây phút đó là tu hết. Cho nên mình quét nhà, mình nghĩ rằng mình đang quét bao nhiêu phiền não trong lòng mình ra nè. Mình đang lau chùi cầu tiêu là mình biết rằng mình đang lau chùi những cái tâm cấu bẩn trong lòng mình nè. Tu rồi. Mình nấu ăn cực khổ lắm, nhưng mình biết cái cực khổ mình mà một chút nữa mọi người sẽ vui vẻ, no bụng và ngon. Thì tự nhiên mình thấy cái cực khổ đó mình không là gì hết. Thế nên mình tu ở trong bếp nè, mình tu trong khi mình rửa chén nè. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang. Mình chỉnh cái ghế, mình sửa cái bàn cũng là tu. Mình thắp cây nhang cũng là tu. Mình quét bàn thờ cũng là tu. Mình châm trà cho đại chúng uống cũng là tu. Chứ không phải chỉ khi nào mình tụng kinh ngồi thiền. Là nếu mình tu mình nghĩ gì mình, cái tu của mình nó chừng mực quá. Còn bây giờ mình thấy mọi hành động của mình mỗi ngày đều là tu, thì mình thấy rằng cái tu mình nó bàn bạc trong cuộc sống. Tu là hơi thở, ngưng thở là mình chết. Ngưng tu là phiền não mình nó sanh. Cho nên mình hay, mà các tổ hay ví dụ, tu là hơi thở. Ngày nào cũng phải, lúc nào cũng phải thở. Cho nên lúc nào cũng phải tu. Tu từ cái nhìn, từ cái xếp một quyển kinh, từ xếp một cái ghế, ta thể hiện lên hết trên cái nét tu tập của mình. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Và xin thưa, như hồi nãy thầy Tịnh Tạng có thông báo khóa tu rồi ha. Quý vị nào chưa ghi danh thì xin ghi danh dùm. Khóa tu của người lớn năm nay thì cũng bắt đầu từ ngày 1. Cho nên các vị nào mà lần đầu tiên tham dự khóa tu nên có mặt ở Tây Thiên vào chiều ngày 31 để được hướng dẫn. Và ngày 1 Tây thì 9 giờ sáng chúng ta bắt đầu chương trình. Và xin thưa là tuần tới đây á, từ ngày rằm cho đến ngày 19 là cái tuần lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Âm 19 tháng 6. Mỗi tối tại Trúc Lâm vẫn có chương trình lễ Phật, chỉ có không truyền online thôi. Rồi quý Phật tử nào tại địa phương đây muốn tham dự thời khóa thì 7 giờ rưỡi quý vị lên lễ Phật cùng với quý thầy. Còn tất cả quý Phật tử online thì quý vị tìm lại những cái clip cũ mà chùa đã đưa lên trên mạng đó. Mình tìm lại những cái clip đó để mình lại theo, hoặc là mình tự lại ở nhà để kỷ niệm một tuần lễ Bồ Tát Quán Âm A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị xả chân xong thì chúng ta xoay qua bên tay trái để cúng linh. Yeah.